Chia ra làm đôi. Không có gà một nửa thịt ra. Xong rồi cho chia ra. Đây là nó còn được. Nó còn được quả hết. Đứng thôi. Nó ghế ngồi. Này nó quay cái này đây cho nó ấy. Thiếu con gà nữa. Gà lên nó đẹp rồi. Xong rồi này nha.